Hành lang nghệ thuật ở trụ sở Bộ Ngoại giao trưng bày đủ các loại quà tặng, mỗi loại quà tặng đều ngập tràn hương vị Đài Loan. Bộ Ngoại giao công bố các loại quà tặng mới nhất, hy vọng có thể giúp ích cho công tác ngoại giao. Bộ Ngoại giao cho biết, một trong những công việc của ngoại giao là giới thiệu Đài Loan với các nước trên thế giới, để cho càng nhiều bạn bè quốc tế biết đến Đài Loan. Quà tặng đóng một vai trò rất quan trọng, bởi vì món quà tặng cho khách cũng là đại diện cho Đài Loan. Vì vậy, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp mới đặc biệt đưa quà tặng vào hạng mục thúc đẩy ưu tiên trong 100 ngày ông nhậm chức. Bộ Ngoại giao cùng với Hiệp hội Văn hóa Trung Hoa và những người làm trong ngành thiết kế đã chọn ra 7 món quà tặng thú vị, thiết thực và mang tính địa phương. Người nhận quà khi sử dụng quà tặng nhất định sẽ nhớ lại những kỷ niệm lúc ở Đài Loan. Trà số 35 được chọn vào danh sách quà tặng mới của Bộ Ngoại giao kết hợp với thiết kế hình ảnh địa phương và trà Alisan. Alisan. Lần này chúng tôi kết hợp với tác phẩm của thầy Lâm Bằng Tùng. Chúng tôi đã dùng khoảng 1.000 tới 2.000 tác phẩm của ông để thiết kế cho món quà tặng này. Mỗi một hình ảnh là điều có câu chuyện khác nhau. Các món quà tặng khác như là loa Bluetooth LED, tiêu biểu cho công nghệ tinh vi của Đài Loan, cơm hộp âm nhạc Đài Loan là sưu tập những ca khúc hay trong nhiều thế hệ. Ly trà, khay trà gạch hoa vân vân là những tác phẩm công nghệ của Đài Loan. Và trò chơi khu rừng bốn mùa, thông qua trò chơi này để tìm hiểu sinh vật và trái cây bốn mùa của Đài Loan.